Dạ, con xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay cho phiên bán hàng buổi tối, hơi tối, thì cô chú anh chị thông cảm là con bán các cái mặt hàng cây hồ điệp, hàng mới về. Bên con vừa mới xếp xong. Đầu tiên đây là cây mãng thiên hồng hai ngồng, hàng Đà Lạt. Cây này thì con bán với giá 3 cây là 150.000, con bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. 3 cây 150.000, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị, cây hai ngồng hết. Đó, mạng thiên hồng mình về mình ghép chậu rất là đẹp luôn. Còn cây này là cây một ngồng, rất là nhiều màu. Con sẽ lựa cho cô chú anh chị được tầm khoảng 4 đến 5 màu dựa trên màu sắc lá. Tại cây này con cũng chưa sổ. Thì cái loại này thì 3 chậu thì con bán với giá là 130.000 bao ship hàng một ngồng. Hàng hai ngồng thì bên con hiện tại đang có màu bò sữa, màu đỏ. Đó. Thì hàng hai ngồng thì màu trắng lửa đỏ thì con đang bán nè, hàng hai ngồng là 150, 3 cây bao ship. Hai ngồng 150, 3 cây bao ship. Một ngồng thì là 130, mạng thiên hồng hai ngồng 150, 3 cây bao ship. Đó, cô chú anh chị có thể gộp đơn nhiều loại với nhau đều được. Rất là nhiều cây, quay hơi tối thì cô chú anh chị thông cảm. Nhờ hàng cắt ngồng này thì hiện tại con đang bán với số lượng là 10 cây. Giá chỉ với giá là 220.000 bao ship. 220.000 bao ship cho 10 cây hàng cắt ngồng. Cắt ngồng này thì cô chú anh chị đủ loại luôn, có thể lựa ra rất là nhiều màu sắc khác nhau cho cô chú anh chị đều được. Hàng này thì cây cũng khá là đẹp. Con đã dưỡng thuần tại vườn cũng tầm 2 tháng rồi. Hàng cái loại mà cắt ngồng á, còn cái loại này thì mới về nè. Hàng biên này thì con cũng bán là 150, 3 cây con bao ship. Biên vàng hàng 2 đến 3 ngồng, biên vàng 2 3 ngồng 150, 3 chậu bao ship. Đó, cô chú anh chị nào ưng mã nào thì có thể alo cho con để con gửi hàng nhé. Mã hồ điệp này thì mình có thể về là mình chơi được rồi, hoặc là mình ghép thành một cái chậu to để mình treo có hoa, để mình chơi quanh năm. Hồ điệp thì thường 2 đến 3 lần trong một năm, hàng thuần thì tầm khoảng 3 lần. Còn hàng cây giống này thì con vẫn bán với giá là 140.000 cho 10 cây con bao ship nha cô chú anh chị nhé. Hàng cây giống nè vẫn là 140.000 10 chậu bao ship. Đây, rất là nhiều màu sắc, con sẽ lựa ra cho cô chú anh chị. Phía dưới kia cũng khá là nhiều, nhưng mà hiện tại con đang quay chỗ này thì nó có một ít mấy bạn đóng hàng vẫn còn dư. À, con lấn qua một ít cái một cái mã dendro cây thiên ân, đỏ thiên ân, một màu mới rất là đẹp luôn. Cây này hiện tại con đang bán 3 cây là 120, con bao ship cho cô chú anh chị đỏ thiên ân. 3 chậu 120.000 bao ship. Hàng lá lên rất là sẹt, rất là đẹp. Nó cũng lá lên đỏ sẹt rất là đẹp luôn. Nhưng mà được cả có cái là nó màu đỏ chứ nó không phải là cây sổ. Cô chú anh chị nào sưu tầm thì có thể alo cho con gửi hàng cho cô chú anh chị nhé. 120.000 ba chậu này bao ship. Mầm tơ lên rất là ok cho cô chú anh chị nha. Chủ yếu mình chăm mầm tơ chơi hoa. Mầm tơ lên rất là ok.